Để hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em, vào năm 2023, tỉnh Đoàn Cà Mau đã đưa ra kế hoạch tổ chức lớp dạy bơi miễn phí tại các xã ven biển trên địa bàn tỉnh. Thông qua hành động này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo 9/9 huyện và thành phố thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em phòng chống tai nạn đuối nước. Anh Nguyễn Minh Thái, Phó Bí thư xã Đoàn Nguyễn Huân, H. Đầm Rơi, chia sẻ rằng vì địa phương không có hồ bơi, nên anh em đã quyết định tổ chức tập bơi cho trẻ tại vuông nuôi tôm. Trước khi bắt đầu dạy, họ đã tiến hành khảo sát để chọn những vuông không có chướng ngại vật như hào hoặc cây cối để đảm bảo an toàn cho trẻ. Anh Thái cho biết họ quyết tâm giúp các em nhỏ biết bơi trong mùa hè. Các doanh nghiệp, đoàn viên và thanh niên đã tận dụng kênh rạch và vuông tôm để dạy bơi cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Hành động ý nghĩa này đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía phụ huynh. Chị Phan Thị Hằng, ngụ xã Nguyễn Huân, H. Đầm Rơi, cho biết bà rất mừng vì con mình được các bạn đoàn viên và thanh niên ở xã Đoàn Nguyễn Huân dạy bơi miễn phí dưới vuông tôm. Mặc dù không có giáo trình phức tạp và dụng cụ dạy bơi cơ bản, những cán bộ đoàn mang niềm đam mê và quyết tâm để dạy trẻ em biết bơi. Em Nguyễn Hồng Nhi, ngụ xã Nguyễn Huân, H. Đầm Rơi, chia sẻ rằng dù học bơi trong vuông tôm sau nhà, cô và các bạn còn được tham gia các trò chơi, nhận quà và kẹo từ các anh chị đoàn viên, điều này đã tạo ra niềm vui và động viên cho chúng. Đến thời điểm hiện tại, các huyện và thành đoàn trong tỉnh Cà Mau đã tổ chức tổng cộng 32 lớp dạy bơi miễn phí, giúp hơn 1.000 thiếu nhi nắm vững kỹ năng bơi và nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước. Việc tổ chức các lớp dạy bơi được thực hiện đều đặn, đặc biệt tập trung tại các khu vực khó khăn không có hồ bơi, thay vào đó tận dụng các vuông tôm, ao hồ tại địa phương như xã Ngọc Chánh, xã Quách Phẩm, xã Nguyễn Huân, H. Đầm Rơi, H. U Minh, Trần Văn Thời. Ngoài việc giảng dạy kỹ năng bơi, các đơn vị cũng tổ chức các hoạt động sân chơi và tặng phao cứu sinh cho các em thiếu nhi ở vùng biển. Tổng trị giá của các hoạt động này đã lên đến gần 300 triệu đồng. Trước khi bắt đầu việc dạy bơi, các tổ chức đã tiến hành khảo sát kỹ càng để lựa chọn các vuông không có chướng ngại vật như hào hay cây cối, nhằm đảm bảo an toàn cho các em học viên. Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau, nêu rõ rằng đặc điểm địa lý của tỉnh là vùng sông nước, nơi mà việc di chuyển và tiếp cận hồ bơi thường gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, họ quyết tâm đảm bảo tất cả các em thiếu nhi có cơ hội học bơi trong mùa hè. Tương ứng với đặc thù địa phương, các đơn vị đoàn viên và thanh niên cũng linh hoạt tổ chức việc dạy bơi cho các em ở các dòng sông rạch, vuông tôm nơi mà hồ bơi nhân tạo không phải là lựa chọn phù hợp. Ngoài việc dạy bơi, tỉnh Đoàn Cà Mau cũng hợp tác với nhiều đối tác và cơ sở đoàn khác để tổ chức các hoạt động vui chơi mùa hè và tặng áo phao cứu sinh cho các em, nhằm thực hiện chương trình Vì Đàn Em Thân Yêu, hướng dẫn phụ huynh và thiếu nhi về kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước, giảm thiểu tai nạn đuối nước thảm khốc.